Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức máy tính của mình. Và như các bạn cũng đã biết thì mới đây Microsoft đã cho ra mắt phiên bản hệ điều hành Windows 11, nhưng mới chỉ là phiên bản demo trải nghiệm và sẽ còn phải mất thêm khoảng thời gian nữa chúng ta mới có thể sử dụng phiên bản chính thức. Dự tính là Windows 11 sẽ ra mắt vào cuối năm nay nhé các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra xem liệu PC của mình có hỗ trợ phiên bản hệ điều hành Windows 11 hay không. Và trước hết thì mình sẽ nói sơ qua một số thông tin về Windows 11 để cho các bạn nắm rõ hơn. Thì chúng ta sẽ điểm qua một số cải tiến đổi mới trên Windows 11 so với Windows 10 và nó sẽ có những sự khác biệt gì. Thì Microsoft cho hay thì Windows 11 sẽ có tất cả sức mạnh và bảo mật của Windows 10 với giao diện thiết kế và làn mới. Và nó cũng đi kèm theo các công cụ âm thanh và ứng dụng mới mang đến cho bạn một cái trải nghiệm mới mẻ hơn trên chiếc PC của mình. Vậy thì đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận thấy rõ về cái giao diện của Windows 11. Nó đem đến cho chúng ta một cái cảm giác khá lạ lẫm và tinh tế và mang nhiều màu sắc trẻ trung. Các bạn có thể thấy thì đây là giao diện Start, và khi các bạn bấm vào nút cửa sổ trên Windows thì nó có một cái giao diện khá là mới lạ. Đấy, thì mình thấy nó khá là giống với cái giao diện, mình chợt nhớ đến cái giao diện khi xưa của Win 7 và Win 8 đấy. Và ngoài ra thì đi kèm theo nó là các cái đường góc cạnh, các bạn thấy không? Mỗi cửa sổ giao diện thì các cái góc cạnh nay nó đã được tinh chỉnh, đã thiết kế theo kiểu bo cong mềm mại so với kiểu vuông vức có trên phiên bản Windows cũ. Và Microsoft cho hay thì dung lượng để cài Win 11 xấp xỉ như Win 10, và các bạn update lên Win 11 thì sẽ có khoảng 10 ngày thì các bạn có thể quay trở lại. Đây là cái giao diện cài đặt chung này. Trước đó thì là giao diện tìm kiếm, giao diện Start này. Các bạn thấy là nó mang một cái màu sắc rất là mới. Và đây là cái tiện ích widget mà từng xuất hiện trên Win 7 thì nay đã được đưa trở lại trên phiên bản Windows 11. Trước đó thì phiên bản Win 8 và Win 10 thì hình như là nó đã bị ẩn mất cái tiện ích này. Đây là phần thêm của Windows 11, sẽ có một số thêm cơ bản để các bạn lựa chọn. Thì nó cũng không khác gì là mấy so với các phiên bản Windows cũ. Và các cái tính năng mới thì nó được nhắc, Microsoft nhắc đến, đó là hiển thị các cái cửa sổ đa nhiệm một cách thao tác dễ dàng và mượt mà hơn. Đây, các cái tab vụ màn hình đa nhiệm này, nó sẽ được chuyển rất là mượt mà. Còn đây là cái chức năng khá là mới ở trên Windows 11, là nó có thể chạy các cái app của Android, thì nay các bạn không cần phải sử dụng cái giả lập nữa. Nhưng mà theo như mình thấy thì nó chạy qua một cái cửa hàng của Amazon, gọi là Amazon App Store đấy. Thì nó sẽ chỉ có một số ứng dụng được đưa lên trên này thì có thể chạy thôi. Còn các cái ứng dụng khác thì các bạn có thể vẫn phải sử dụng trình giả lập để có thể chạy được. Và đây là cái tính năng mà các bạn có thể chat với bạn bè và hỗ trợ team của từ Microsoft đấy, support đấy. Thì cái cấu hình của Windows 11 ấy, đưa ra thì các bạn có thể nhìn thấy, mình đã dịch sang tiếng Việt cho các bạn nắm rõ. Đấy, thì các cái PC phải đáp ứng đủ các cái điều kiện phần cứng tối thiểu thì mới có thể nâng cấp lên phiên bản Windows 11. Và phía Microsoft cho hay thì kế hoạch triển khai sẽ được hoàn thiện và dự kiến là đầu năm 2022 thì các máy chạy hệ điều hành Microsoft có thể nâng cấp lên phiên bản Windows 11. Thì các bạn có thể thấy là vi xử lý thì nó sẽ yêu cầu là chip là từ 1 GHz và sử dụng tối thiểu là 2 lõi, và bộ nhớ là bộ xử lý là 64 bit này, RAM tối thiểu là 4 GB và bộ nhớ lưu trữ tối thiểu là 64 GB. Thì cái phiên bản phần mềm của hệ thống thì tối thiểu là sử dụng UEFI, thì đa số là các cái dòng máy mới hiện nay nó đều hỗ trợ cái chuẩn này trên ổ cứng rồi. Cái nữa là máy của bạn phải hỗ trợ cái phương thức bảo mật TPM 2.0, các đồ họa thì là hỗ trợ DirectX 12 và độ phân giải màn hình tối thiểu là HD. Đấy, nhìn vào đây thì có vẻ như là máy của mọi người là sẽ đủ điều kiện để nâng cấp lên Windows 11. Nhưng mà đây chỉ là điều kiện cần thôi, còn điều kiện đủ thì các bạn phải check trên công cụ. Thì để biết là máy của mình có đủ điều kiện để hỗ trợ Windows 11 hay không thì
Microsoft có đưa ra thông tin là không phải máy nào cũng có thể nâng cấp được. Thì cách kiểm tra đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Để kiểm tra, trước hết là kiểm tra xem máy của các bạn có hỗ trợ cái chip TPM 2.0 hay không. Hiểu nôm na thì nó là một con chip bảo mật trên máy, và vậy các bạn hãy cùng mình thao tác để xem là máy của các bạn có con chip TPM 2.0 hay không nhé. Thì trước hết thì mình sẽ xin phép được out ra khỏi slide này. Và mình sẽ... Đầu tiên thì các bạn bấm cho mình phím Windows cộng R trên màn hình của các bạn, trên máy tính các bạn, và các bạn gõ đây. Các bạn gõ cái cụm từ tpm.msc, thì lát nữa mình sẽ để tất cả các cái hướng dẫn này ở bên dưới phần mô tả. Các bạn dán vào hộp thoại run. Các bạn bấm OK. Như các bạn có thể thấy thì để cho mình dòng cuối cùng nhé, TPM Manufacturer Information, thì nó có cái phần Specification Version 2.0, thì tức là máy mình hiện tại là đã hỗ trợ chip bảo mật TPM 2.0 rồi. Tuy nhiên thì tuy vậy thì mình nghĩ là mình có thể cài đặt được Windows 11 trên máy của mình, nhưng không. Đó là một điều đáng buồn, bởi vì là máy mình tuy là hỗ trợ chip TPM 2.0 nhưng đó chưa phải đầy đủ kiến đủ. Và để các bạn có thể check được cụ thể các thông số khác theo cấu hình thì mình sẽ show thêm cái cấu hình máy mình cho các bạn xem là các bạn thấy là có hỗ trợ không nhá. Đây, cái cấu hình máy mình thì nó, cái đời máy mình từ đời chip đến đời card thì nó đã là khá là cũ rồi, từ năm 2015 đến giờ. Các bạn có thể thấy là mình sử dụng laptop cấu hình là chip i5-60-6300HQ này, RAM 8GB, hỗ trợ DRIVE-X12 nhé. Như thông số mà Microsoft có thông báo thì mình nghĩ là máy mình đã đủ điều kiện để chạy đây, so với cái bảng thông số này. Các màn hình của mình thì cũng có cả card rời lẫn card on. Đây, các bạn có thể thấy là HD Graphics 530 này. Còn có ngoài ra còn có thêm cả rời NVIDIA nữa. Đấy. NVIDIA 950. Ok. Thì bây giờ thì để không làm mất thời gian các bạn thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiểm tra chính xác nhất. Đó là các bạn có thể tải về bộ công cụ kiểm tra của do chính Microsoft phát triển. Đấy, thì lát nữa thì mình cũng sẽ để cái đường link bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tải về một cách dễ dàng. Thì ở đây thì mình sẽ vào trang chủ của Microsoft và mình sẽ vào phần kiểm tra tính tương thích và tải ứng dụng xuống. Mình sẽ sử dụng IDM để tải cho nhanh. Và các bạn tải về thì tiến hành mở lên và cài đặt như bình thường thôi. Chọn Accept này, chứng chỉ này. Ok. Thì các bạn sẽ bấm Finish để mở lên và check. Thì các bạn không cần phải quan tâm nhiều đến các cái option nó hiện ra, mà các bạn chỉ cần quan tâm cho mình dòng Introduction Windows 11. Thì ở đây nó có hướng dẫn là các bạn hãy để xem cái cấu hình khuyến nghị, thì các bạn có thể bấm vào Update và kiểm tra, thì các bạn sẽ bấm vào Check Now. Đấy, hiện tại thì như các bạn thấy thì khi mình bấm vào Check Now thì cái công cụ này đã thông báo là máy mình không đủ điều kiện để chạy Windows 11. Đấy, đây, vi xử lý của bạn không hỗ trợ cho Windows 11 này. Đấy, các dòng sau thì không cần quan tâm nhiều. Chỉ biết là bây giờ chip của mình là không hỗ trợ, thì có thể do chip của mình là đời cũ quá, do đó thì sẽ không hỗ trợ được Windows 11. Ok, thì đây là cái dòng thông báo của máy mình. Thì có một số máy của các bạn khác thì có thể check được. Thì nó nếu mà thành công thì nó sẽ thông báo như sau. Các bạn có thể thấy mình sẽ... Đây. Khi mà thành công rồi thì nó sẽ thông báo là This PC can run Windows 11. Đó chính là máy của bạn đủ cấu hình để có thể chạy được Windows 11. Đấy. Ok, thì nếu sau khi các bạn kiểm tra thì nếu mà thấy rằng chiếc PC của mình không đủ điều kiện để đáp ứng để chạy Windows 11 thì các bạn cũng đừng buồn, bởi vì mình nghĩ là Windows 11 là một hệ điều hành mới nên có thể khi ra mắt sẽ xuất hiện khá nhiều các cái lỗi, mà tất nhiên là cũng phải cần khá chút thời gian để cải thiện. Thì cũng như là mỗi phiên bản Win mới khi được Microsoft giới thiệu ra mắt trước đây thì sẽ đều cần một khoảng thời gian để nó có thể đi đến cái sự ổn định thông qua việc cập nhật dữ liệu mới này, hay là tung ra các bản vá lỗi. Vậy nên các bạn cứ yên tâm sử dụng Win 10 trong một khoảng thời gian nữa, cho đến khi mình thực sự cần trải nghiệm thì có thể nâng cấp lên Windows 11.
Lúc đó thì mình nghĩ là cũng có thể mua hẳn một chiếc PC khác hoặc là nâng cấp máy lên. Và Microsoft thì cũng cho hay là hãng sẽ hỗ trợ Windows 10 từ đến ngày 14 tháng 10 năm 2025. Do đó thì các bạn cứ yên tâm mà sử dụng phiên bản Windows 10. Ok, thì trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra xem là máy mình có chạy được đủ điều kiện để chạy Windows 11 hay không. Và một số thông tin cơ bản về Windows 11 mình cũng đã giới thiệu cho các bạn biết. Vậy thì hy vọng là video này nó sẽ có ích cho các bạn. Thì nếu các bạn thấy video của mình có ích thì hãy like, subscribe và đăng ký kênh của mình để kênh của mình phát triển hơn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.